Tiểu sử toàn béo Hải Phòng Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng Toàn béo chắc là một cái tên không quá xa lạ với giới đào búa Hải Phòng Bởi ngay thời dung hạ cụ nền Toàn béo nổi lên như một đại ca có máu mặt Cũng như các đàn anh của mình Toàn chủ yếu hoạt động trong mảng cờ bạc, bảo kê, đòi nợ thuê Những kẻ khát máu Ngay từ thời điểm cách đây hơn chục năm một nhóm giang hồ Hải Phòng công khai ý định nhèn nhóm thành lập công ty tổ chức đánh bạc. Đi về mệt lại đang thời gian thai kỳ. Chị L.T.D. sinh năm 1972, trú tại số 4 đường Nguyễn Văn Linh, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, tranh thủ chợp mắt. Đang thiêu thiêu ngủ, chị nghe loáng thoáng có tiếng quát tháo gọi cửa. Tưởng mình ngủ mơ, chị lại nằm thiếp đi, thì lại nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Sợ có chuyện với người thân, chị vội vã ra mở cửa. Đúng là có chuyện chẳng lành thật. Không đợi cửa mở hẳn, một tốt thanh niên hung hãn bước vào, mặt ai cũng bậm trợn dữ dằn. Sau phút hoảng sợ, chị đề nhanh chóng định thần. Bởi có mối quan hệ xã hội khá, chị dễ dàng nhận ra trong nhóm vừa bước vào nhà mình có Phạm Tuấn Toàn, tức Toàn Béo, sinh năm 1972, trú tại khu E1, phường Cát Bi, quận Hải An, và Trần Văn Bằng, tức Bằng Hấp, sinh năm 1966, trú tại ngõ 186 Hai Bà Trưng, quận Lê Trân. Lúc này chị cũng dần hiểu vì sao những vị khách lại có thái độ hầm hè khi bước chân vào nhà như vậy. Tất cả bắt nguồn từ việc làm ăn của chị Đê. Vì cần vốn, chị có vay của một người chú tại hạ đoạn 2, phường Đông Hải, quận Hải An, 68 triệu đồng. Tuy nhiên công việc không như ý muốn. Đê nhiều lần xuống nhà xin khất nợ, hẹn gom tiền trả dần. Những tường chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ. Hiểu lý do những vị khách xuất hiện, chị liền với lại toàn bộ sự việc. Nhưng nhóm toàn béo không thèm quan tâm Từ đầu đến cuối yêu cầu chị trông đủ 68 triệu đồng Thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng Cả bọn lập tức lao vào đánh Mặc dù biết chị đang mang thai Hậu quả làm chị đê trụy thai Giảm 4% sức khỏe Thấy cả nhóm thanh niên sức dài vài rộng Đánh một phụ nữ chân yếu tay mềm Người quen của chị liền cằn ngăn Đang lên cơn Chúng quay sang dùng dao kiếm chém Gây thương tích Tất cả thông tin về vụ việc nhanh chóng được chuyển về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo đơn vị đã giao cho các cán bộ chiến sĩ đội 4 xử lý vụ việc. Nhân nhiệm vụ các trinh sát nhanh chóng bắt tay vào công việc. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát đã dựng lên một ổ nhóm tội phạm gồm 16 tên do toàn béo cầm đầu. Công khai ý định thành lập công ty cờ bạc. Nhóm này không chỉ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê mà đang bắt đầu vươn vòi bạch tuộc sang lĩnh vực tổ chức đánh bạc. Thậm chí, chúng còn công khai ý định nhen nhóm thành lập công ty tổ chức đánh bạc. Để chuẩn bị bước chân vào giới anh chị, toàn lên kế hoạch, chân dắt, nuôi ăn, ngủ, ngay tại nhà, một bầy ong, gồm những thanh niên mới lớn, thích xưng hùng xưng bá. Chỉ cần nhân lệnh của đại ca, cả bọn nhanh chóng găm đổ lên đường. Cú hích giúp toàn béo tạo thành danh, chính là cuộc tranh giành sòng bạc, hà trột. Sau nhiều xung đột, lấy lý do giải quyết mâu thuẫn. Đêm ngày 30 tháng 3 năm 2004, Toàn hẹn Hà Chột ra khu vực trung cư Cát Bi, quận Hải An để nói chuyện. Từng đối thủ có ý định hòa hoãn thật, Hà Chột chỉ mang theo ba đàn em. Ai rẻ, bọn Toàn Béo đã bố trí đàn em phục kích sẵn. Mới nói được dăm ba câu, Toàn Béo bắt đầu gây sự. bực mình, bọn Hà Chột bắt đầu thảm chiến. Được thể đàn em của Toàn dùng hung khí nhảy chém nhóm Hà Chột. Sau vụ đâm chém, Phạm Đức Thắng, sinh năm 1969, trú tại Lô Thắng Lợi, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, bị nhiều thương tích, làm giảm 20% sức khỏe. Phạm Bá Thắng, sinh năm 1970, trú tại Lô 11, Thượng Lý, quận Hồng Bàng, bị giảm 11% sức khỏe. Trần Viết Tấn, sinh năm 1972, trú tại 24 Ngô Quyền, phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, bị giảm 12% sức khỏe. Cũng như đồng bọn, Hà cho thương tích đầy mình, tránh phiền phức. Hà cùng đồng bọn phải giạt vòm ra các huyện ngoại thành. Trong một lần đang tổ chức đánh bạc, lực lượng công an tập kích bất ngờ để tẩu thoát. Hà trột liêu minh nhảy xuống sông, bị chết đuối. Bởi sở hữu đám đàn em thích nói chuyện bằng tay chân hơn cái đầu, nên tất cả mọi việc của nhóm đều do toàn béo hoạch định. Vốn là kẻ tình giành, xảo quyệt. Toàn làm việc gì cũng có mục đích, tính toán cẩn thận. Để phô trương thành thế, gây ảnh hưởng nhằm cắt cứ địa bàn, Tối ngày 19 tháng 2 năm 2004, sau khi ngồi uống nước tại quán của chị Đình Thị Huê ở tổ 6 Vĩnh Niệm, quận Lê Trần, dù chẳng có quen biết gì, nhưng nhóm của Toàn Béo gồm 9 tên vẫn cố tình hỏi thăm chồng chị. Thấy anh Khang, chồng chị Huê không có nhà, lấy cớ phải tính sổ, chúng vơ bực tức đập phá toàn bộ đồ bán hàng nước trị giá khoảng 1 triệu đồng. Đập phá xong, vẫn chưa thỏa, Toàn Béo còn dùng dao, kiếm, đuổi chém hai chị em chị Huê. Trong khi đuổi theo, chúng còn tiện tay chém một người đến nhà người quen tại khu vực này, làm giảm 4% sức lao động. 21 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2004, anh Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1981, trú tại 338 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, và anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1984, trú ngõ 216 Cát Giải, quận Lê Trần, đi đến chân cầu vượt Lạch Tray, thì gặp nhóm toàn béo. Trần Văn Chính, tức Chính Cọ, sinh năm 1982, Chú tại tổ 83 Đồng 4, quận Lê Trần, để từ đắc lực của toàn, nhận ra đối thủ của mình, kéo cả bọn lao vào đánh dần mặt. Vụ việc đã làm Minh giảm 16% sức lao động, Nam giảm 3% sức lao động. Từ những tài liệu, trinh sát thu thập được, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, công an thành phố, báo cáo toàn bộ vụ việc với giám đốc công an thành phố. Ngày 15 tháng 9 năm 2004, giám đốc công an thành phố đã ký quyết định thành lập bàn chuyên án 904C tập trung toàn bộ lực lượng, lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá ổ nhóm do Toàn Béo cầm đầu, giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an thành phố làm chủ công, phối hợp với Công an quận Lê Trân, Ngô Quyền, Hải An. Bởi hầu hết các nạn nhân đều liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ, sơ bị truy cứu, dù bị đánh đau, thậm chí là trọng thường, nhưng không một ai dám trình báo sự việc với cơ quan công an. Cho nên việc thu thập tài liệu phục vụ cho công tác đấu tranh phá án hết sức khó khăn đặc biệt sau khi gây ra vụ sưng hùng nồi đình nổi đám với giới giang hồ tại trung cư Cát Bì, quận Hải An. Biết sẽ bị cơ quan công an sờ gáy, Toàn Béo quyết định giải tán, không để đàn em ăn ở tập trung mà xé lẻ mỗi đứa một nơi. Chính vì thế, dù nắm chắc tài liệu thực hiện lệnh bắt giữ 7 đối tượng trong nhóm tội phạm trên, song các trinh sát đã mất khá nhiều công sức, thời gian tìm chúng. Qua nhiều ngày lần tìm manh mối từng đối tượng, lắp ghép lại với nhau các trinh sát đã cho ra kết quả. Bọn chính cọ hiện đang thuê một căn phòng tại nhà nghỉ công đoàn, đường Hồ Sen, quận Lê Trần. Chúng lấy nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi cũng như bàn bạc việc làm ăn. Lập tức lực lượng ban chuyên án phối hợp với công an phường Dư Hàng, quận Lê Trần tiến hành kế hoạch bắt giữ. Gia quân là phải thành công, nếu xảy ra sai sót, chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Vì thế, việc triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng đã được triển khai tỉ mỉ, cẩn thận. Một đêm cuối năm 2004, các trinh sát đã ập vào bất ngờ căn phòng trên, hốt gọn cả ổ 9 đối tượng đang nằm ngủ la liệt trong phòng. Trong đó có các vị khách mà trinh sát đỏ mắt mới tìm thấy là Nguyễn Thế Vinh, tức Vinh Dầu, sinh năm 1982, trú tại 4 trên 69 Lạch Chay, phường Lạch Chay, quận Ngô Quyền. Vũ Đình Trung, tức Trung Sành, sinh năm 1980, trú tại Thư Trung, phường Đăng Lâm, quận Hải An và chính cỏ, Ngày sau đó các tên Tạ Bảo Việt tức Việt Xuân sinh năm 1978 trú tại 74 Lương Khánh Thiện quận Ngô Quyền Nguyễn Song Hải tức Hải Lợn sinh năm 1982 trú tại 40 trên 5 Phạm Phú Thứ phường Hạ Lý quận Hồng Bàng cũng lần lượt xa lưới Ngày 26 tháng 3 năm 2005 Toàn Béo tên cầm đầu cũng đã bị bắt theo lệnh truy nã khi đang nhờn nhờ, nhờ cưỡi chiếc xe SH chạy trong khu vực cùng văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp sau đó lần lượt các đối tượng liên quan đến chuyên án 904C cũng bị xả lưới. Sau khi ra tù, Toàn Béo còn một vụ đụng độ với một băng nhóm giang hồ khác do Linh Nho cầm đầu. Cụ thể, thành phố Cảng chưa cuối năm gió bấc vì vút lạnh tím môi. Linh Nho đang co do trong căn gác trọ tồi tàn làm vòm, tức là nơi trú ngụ, cho cả quẫy, tức là băng nhóm, tụ vạ, thì cửa phòng xịt mở, trùng chuột mồm miệng xưng vều, ao vào nói gấp bọn toàn béo ở cát bi xích mích với anh huy bảo chúng nó kéo 40 người đến o ép quân mình không phang lại nó thì nhục quá linh nho trồm lên chửi thề lôi từ gầm giường ra bọc mã tấu giao tông vừa lúc hai chiến hữu trong quẫy là cường cò và cường cao kéo tới cả bọn mỗi đứa găm một con đồ tức là hùng khí vào người chuẩn bị quyết chiến ít phút sau khi mấy chục mạng bên quẫy toàn béo đang tụm năm tụm ba ở góc phố minh khai Chợt có hai xe máy từ hai đầu phố ập tới. Cường cò lao vào nhóm toàn béo, thành mã tấu trong tay, bổ thẳng vào đầu cường lập, làm cho chiếc mũ cối trên đầu gá chiến tướng của toàn béo vỡ đồi. Bi động, quẫy toàn béo nháo nhác chạy túa ra lấy đồ. Từ phía đối diện, linh nho cùng cường cao vung ra chặn đường. Không khí giết chóc bao trùm con phố. Người dân chết lặng khi chứng kiến trận huyết chiến giữa hai nhóm giang hồ. Tiếng la hét, chân chạy, Giao kiếm vùng lên loạn xạ. Những thân người chúng đòn loang lổ máu. Liếc mắt thấy hai chiến hữu phe mình là cường cò, trung chuột dính đòn, máu thấm đỏ áo, bị hãm trong vòng vây của quẫy toàn béo, linh nhỏ, lao tới vùng rào. Một đối thủ bị chém trúng tay, rú lên như bỏ bị chọc tiết. Theo đà lao, linh nho chúi ngã. Những ánh kiếm bên phía toàn béo nhoáng lên, chỉ nghe bụp bụp, hai tiếng trên đầu, mắt linh nho hoa lên, máu chảy ướt đẫm áo. Cường co trung chuột vung dao giải vây linh nho gượng dậy cả ba đấu lưng thủ thế trong vòng vây đối thủ nhìn ba kẻ liều chết tử thủ nhóm toàn béo thấy cóng tức là sợ hãi không dám sát lại liều mạng tiếng còi xe cảnh sát rú vàng nhóm linh nho liền dìu nhau tháo chạy về bệnh viện cấp cứu đêm ấy linh nho tỉnh giấc đã thấy anh lớn cường tài tài cống cùng đám chiến hữu đứng ngồi lố nhố trong phòng bệnh long sầu một chiến hữu trong quẫy linh nho kể khi thấy cả bốn người bên phe tôi, mình mẩy cuốn đầy bằng trắng. Ngay trong đêm các anh lớn cường tài, tài cống, nghiến răng tức giận. Kéo đại quân, đi chóm, tức là phục kích, toàn béo, đòi nợ máu cho đàn em. May cho toàn béo hôm ấy đã không rơi vào trận. Các đàn anh động viên cả bọn chịu khó dưỡng thương. Khi nào khỏe sẽ tìm toàn béo tính sổ sau. Với từng tích khá nặng này, Trần Huyết Chiến nói trên đã đưa những con tốt, ong về chưa có thành tích như Linh Nho thành danh. Được các đàn anh chính thức đóng số Long Sầu kể khi các chiến hữu rời bệnh viện Các anh lớn đưa cả quẫy lên sản ăn chơi Phía Toàn Béo phải nhờ người thương lượng bồi thường Xóa bỏ hận thù Nhưng các đàn anh bên Long Sầu không chấp thuận Vì nợ máu phải trả bằng máu Một thời gian sau Một buổi trưa Linh Nho cùng một đàn em vô tình chạm mặt đàn em Toàn Béo Trên đường Lê Hồng Phong Không nói không rằng Linh Nho rút soạt con dao bài của người bán dừa Lao vào đối thủ Kết quả hai đàn em của Toàn Béo một kẻ bị chém gãy hai tay, một kẻ bị chém xả vai. Chưa hết tối hôm ấy, khi quẫy của Toàn Béo đến bệnh viện chăm sóc hai đàn em, thì quẫy long sầu lại mang dao kiếm đến thăm hỏi. Hai bên đụng độ, nhóm Toàn Béo rơi vào ổ phục kích ngay cổng bệnh viện. Thêm một đàn em của Toàn Béo phải nhập viện. Trận rửa hận đưa nhóm linh nho nảy số, vùn vụt. Còn Toàn Béo đã biết mình, biết người hơn. Trở thành giang hồ cồn cổ trắng, toàn béo, một đàn anh giang hồ có tiếng trong lĩnh vực bảo kê đòi nợ thuê, sau rất nhiều vụ thanh toán cũng đã lập công ty bảo vệ TT. Nhờ nút danh công ty bảo vệ, toàn béo tiến hành các hoạt động bảo kê đòi nợ thuê dưới hình thức hợp đồng bảo vệ hẳn hoi. Thêm nữa, tại căn nhà máy bằng nằm ngay mặt tiền đường liên xã dẫn ra cửa biển huyện kiến thụy, vừa diễn ra lễ khai trương cửa hàng hỗ trợ tài chính. Xe hơi uôn ùn kéo về những lãng hoa chúc mừng xếp đầy trước cửa. Những vị khách tới dự khai trương đa số vằn vện, hình xăm trên người. Toàn béo, chủ cửa hàng, luôn miệng cảm ơn các chiến hữu, đi cũng ly nhận những tiếng chúc tụng. Đây là cửa tiệm cho vay thứ hai, toàn béo mở ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Vài tháng trước, Tê khai trương một cửa tiệm ở thị trấn, giờ mở rộng địa bàn xuống khu vực ven biển này. Toàn béo liên kết với một người địa phương để mở cửa hàng. Theo cách toàn béo lo toàn bộ việc bơm tiền cho vay, chủ nhà cùng với một đàn em của toàn béo lo quản lý, khai thác khách hàng tại khu vực ăn chia 50-50. Mới chỉ vài năm bước vào mảng hỗ trợ tài chính, Toàn Béo đã có trong tay cả chục cửa hàng cho vay họ ở khắp các nơi, giao cho các đàn em hết thời gian bóc lịch quản lý. Toàn Béo cho hay hình thức cho vay họ góp có nhiều ưu việt hơn kiểu cho vay lãi nằm truyền thống. Cho vay lãi nằm thường phải bơm ra một lượng tiền lớn. Khách vay, dù có cầm giấy tờ nhà đất xe cộ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần dính vài quả khách lùng, cầm phải ô tô thuê là có khi sập tiệm. Họ góp sẽ nhỏ món vay cho nhiều khách hàng Nên mức độ rủi ro thấp hơn, hiệu quả lại cao hơn rất nhiều. ưu điểm nổi trội của họ góp là tốc độ quay vòng tiền nhanh. Khách vay sáu 60 ngày, có khi 30 ngày họ đã xin đảo bát khác thành ra tiền mình cho vay một tháng nhưng tiền lãi thu về hai tháng toàn béo giải thích họ góp mọc lên như nấm sau mưa đầu đầu cũng gặp những biển hiệu bắt mắt cho vay họ góp toàn béo cho hay để cạnh tranh tìm nguồn khách hàng ngoài việc tìm điểm mở rộng địa bàn về vùng nông thôn các cửa hàng cho vay họ góp thường xuyên phải cho người đi dán giấy rào vặt ở các cột điện thậm chí mở khuyến mãi dạng đa cấp mỗi khách hàng giới thiệu khách hàng mới sẽ được cửa hàng cắt hoa hồng vài trăm nghìn đồng. Kể từ đó toàn béo trở thành giang hồ cồn cổ trắng, nhưng về mặt đau búa thì vẫn khá khét. Trên đây là tiểu sử toàn béo Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.